Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đến với một câu chuyện thú vị giúp củng cố rõ hơn đạo Công giáo là tông truyền, thánh thiện và duy nhất. Theo tác giả Trần Đức Anh, OP, chia sẻ trên trang Việt Vatican News với tựa đề Một giám mục Anh giáo ở Anh gia nhập Công giáo. Hôm 3 tháng 9 năm 2021 vừa qua, Đức giám mục Anh giáo Jonathan Coulton thuộc giáo phận Esprit cho biết sẽ từ chức để xin gia nhập giáo hội Công giáo. Đức cha Coulton, năm nay 60 tuổi, làm giám mục từ 9 năm nay. Đặc trách các cộng đoàn Anh giáo tại Anh không nhìn nhận các nữ mục sư và nữ giám mục trong giáo hội này. Đức cha nói, tôi đã đi tới quyết định từ nhiệm để được đón nhận vào trong cộng đồng hiệp thông hoàn toàn với giáo hội Công giáo. Sau một thời gian dài cầu nguyện, một thời kỳ thử thách nhất đối với tôi. Cuộc sống trong Liên hiệp Anh giáo đã hình thành và nuôi dưỡng việc làm môn đệ của Chúa của tôi như một Kitô hữu Công giáo trong nhiều thập niên. Đây là nơi tôi đã được đón nhận trước tiên và trong nửa đời người tôi đã thi hành thừa tác vụ như linh mục và giám mục, ơn bí tích của đời sống Kitô và đức tin. Tôi sẽ luôn luôn gìn giữ kho tàng này và biết ơn. Tôi chắc chắn rằng tất cả các anh chị em tin tôi đã đi tới quyết định này như một phương thế để thưa xin vâng đối với tiếng gọi của Thiên Chúa, chứ không phải là từ chối đối với những gì tôi đã biết và cảm nghiệm trong giáo hội Anh giáo mà tôi mang ơn sâu xa. Cùng ngày 3 tháng 9, Đức Tổng Giám mục Justin Webby, Tổng Giám mục Canterbury, Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo ra thông cáo đón nhận quyết định của Đức Giám mục Coulton với sự nuối tiếc và cảm ơn Đức cha vì sự phục vụ trung thành trong nhiều năm trời. Tôi cầu nguyện cho Đức cha và phu nhân Sarah trong sứ vụ tương lai và cho hướng đi mà hai người đang được kêu gọi trong hành trình tiếp tục dấn thân phụng sự Chúa Kitô. Đây là giám mục thứ hai của giáo phận Anh giáo Esprit trở về hiệp thông hoàn toàn với giáo hội Công giáo. Năm 2010, Đức cha Andrew Brougham cũng từ nhiệm sau 10 năm làm giám mục Anh giáo. Ngài được nhận vào Công giáo năm 2011 và thụ phong linh mục Công giáo, phục vụ trong giáo hạt tổng nhân Đức bà Gresingham. Hiện tại, Ngài là cha sở của giáo xứ Công giáo Hendred ở tại Old Forsyth của miền Trung Nam của Anh. Được biết, Thánh John Henry Newman và Đức Hồng Y Edward Manning là những cựu tín đồ Anh giáo và là những người đóng vai trò quan trọng trong việc hồi sinh giáo hội Công giáo tại Anh vào thế kỷ 19. Tạ ơn Chúa, nguyện xin Chúa ban bình an tới giáo hội Công giáo chúng con. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.